Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra phát hiện gần 750 kg chà bông bẩn được chế biến từ nguyên liệu rẻ tiền và hóa chất Trung Quốc. Tại xưởng chà bông ở tổ 6, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do ông Đoàn Văn Thương làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy phép hoạt động, không có giấy đăng ký kinh doanh. Nguyên liệu thịt gà không có giấy kiểm dịch động vật. Công nhân chế biến chà bông cởi trần không đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi ngày, xưởng dùng 200 kg thịt gà để sản xuất chà bông. Nguyên liệu thịt gà được thu mua từ các lò mổ ở An Nhơn với giá 34.000 đồng một ký. Sau khi qua sơ chế, thịt gà được xé cho tơi nát, ướp gia vị và đưa vào một chiếc máy nhìn qua giống như một máy trộn bê tông để trộn thịt với bột mì. Sau mỗi mẻ trộn, chà bông được đổ ngay xuống nền xi măng. Do là sản phẩm giá rẻ nên phải tiết giảm chi phí tối đa. Cụ thể, nguyên liệu thịt gà được mua với giá càng rẻ càng tốt, trong quá trình làm sẽ trộn nhiều bột mì vào chà bông. Để tiết giảm chi phí, cơ sở này còn dùng đường hóa học Trung Quốc để thay thế bột nêm, bột ngọt. Mỗi ngày, cơ sở này cung cấp hàng trăm ký chà bông xỉ và lẻ ở khắp thành phố Hồ Chí Minh với giá 45.000 đến 70.000 đồng một ký tùy theo yêu cầu độ bột mì nhiều hay ít từ phía khách hàng. Đồng thời, để đáp ứng thị hiếu khách hàng, cơ sở này cũng làm chà bông có nhiều màu sắc khác nhau. Chủ cơ sở thừa nhận không dám ăn số chà bông giá rẻ này. Qua hành vi trên, thì đoàn liên ngành huyện Bình Chánh đã lập biên bản đề nghị Ủy ban nhân huyện Bình Chánh xử phạt vi phạm chính đối với ông Đoàn Văn Thương số tiền là 12.500.000 đồng. Và ông Đoàn Văn Thương đã nhận thấy hành vi trên là sai trái và ông đã tự nguyện đóng tiền tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên tại bãi rác Long Thành.